chúng tôi chia sẻ với quý vị khán giả những kiến thức thường thức trong chuyên mục Sống Khỏe. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những công dụng tuyệt vời của lô hội. Trước hết đó là công dụng trị bỏng. Nếu như mà chúng ta bị bỏng thì lấy kem chiết xuất từ lô hội thoa nhẹ lên cái vùng da bị bỏng thì cái vết thương của chúng ta sẽ nhanh chóng lành. Theo một cái nghiên cứu vào năm 2009 với 30 bệnh nhân bị bỏng cấp độ 2, sau khi mà sử dụng kem lô hội thì vết thương đã nhanh chóng kéo da non và lành trong vòng 16 ngày. Không chỉ cực kỳ hữu ích cho làn da, lô hội còn là một sản phẩm từ thiên nhiên không thể thiếu trong quá trình chăm sóc tóc của bạn. Trong cây lô hội chứa tinh chất dưỡng ẩm rất tốt cho tóc. Sử dụng gel lô hội thoa lên tóc khi gội đầu và sau đó sẽ xả sạch lại bằng nước, bạn sẽ có được mái tóc mượt mà như ý. Công dụng tiếp theo đó là công dụng trị mụn, làm mờ sẹo và chống nắng. Bởi vì theo nghiên cứu thì cái đặc tính kháng khuẩn ở trong lô hội sẽ giúp cho chúng ta có thể trị mụn nhanh chóng, làm mờ đi vết thâm, làm mờ sẹo, giữ cái độ ẩm cho da và chống nhờn. Loại cây này cũng là một vị thuốc rất là đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả khi làn da của bạn bị cháy nắng. Trong trường hợp này, lô hội có tác dụng làm mát da, giúp phục hồi vùng da bị tổn thương do cháy nắng mặt trời. Và theo một cái điều tra gần đây thì lô hội được sử dụng nhiều trong các bệnh viện nhờ vào cái tác dụng giảm đau. Đây là một loại thực vật nằm trong cái danh sách trị liệu bổ sung sẽ giúp cho chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ chữa lành vết thương, giảm sưng cho các bệnh nhân sau khi phẫu thuật. Và chúng ta có thể sử dụng cây lô hội từ thiên nhiên trực tiếp thoa lên vết thương hoặc là chỗ sưng để mà có thể giảm thời gian chữa bệnh, giảm thiểu các cơn đau và nhanh chóng lành thẹo. Mà Ngọc còn được biết là lô hội mà mình nấu chè đó ăn cũng rất là mát, giải nhiệt cho cơ thể nữa. Một loại cây rất là dễ trồng, chỉ cần có một chậu đất nhỏ nhỏ thôi, chúng ta đã có thể trồng trên sân thượng hoặc là ban công của nhà mình rồi. Vậy thì hãy nhanh nhanh đem cây lô hội về nhà quý vị nhé.